Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Tin vui của MU trước giông bão. Benzema sẽ tới MU, ngả giá Osimhen. Thương vụ mua lại MU sắp hoàn tất và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Benzema muốn gia nhập MU, ngả giá Osimhen. Theo El Nacional, tiền đạo Karim Benzema sẵn sàng gia nhập MU ở ngay mùa hè này nếu như Real Madrid không ký thêm hợp đồng với mình. Chân sút người Pháp tỏ ra rất hào hứng với việc khoác áo quỷ đỏ và trải nghiệm cảm giác mới ở sân chơi ngoại hạng Anh. Benzema vẫn là một trong những trung phong đáng sợ nhất châu Âu ở thời điểm này. Benzema sẽ chuẩn bị bước chân sang tuổi 3 năm, tuy nhiên anh vẫn là một sát thủ vòng cấm cực kỳ đáng sợ. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng các quan chức của Napoli sẽ không tham gia đàm phán trừ khi có một lời đề nghị trị giá 150 triệu euro được đưa ra cho tiền đạo ngôi sao Victor Osimhen của họ, bởi đội bóng Ý không chịu áp lực phải bán một cầu thủ bị ràng buộc ký hợp đồng đến năm 2025. Mức giá cao hơn dự kiến này có thể sẽ là một trở ngại đối với bên mua, ngay cả khi đó là MU hay Chelsea. Vượt kỷ lục thế giới, thương vụ mua lại MU sắp hoàn tất. Manchester United sẽ được bán với mức phí kỷ lục thế giới nếu nhà Glazer chấp nhận một trong những đề nghị sắp tới để giành quyền kiểm soát câu lạc bộ. Các quan chức tự tin rằng các đề nghị trị giá hơn 5 tỷ bảng sẽ được đưa ra trước hạn chót. MU đang mong đợi 6 giá thầu, đó sẽ là sự kết hợp giữa tiếp quản toàn bộ và đầu tư một phần. Trong số đó, ít nhất 2 giá thầu của Qatar được tiết lộ bởi tờ báo này và giá thầu của đối thủ Sir Jim Ratcliffe dự kiến sẽ vượt quá 5 tỷ bảng Anh. Những người tham gia vào cuộc đua chạy tin rằng một vòng đấu thầu khác có thể được mời trước khi người mua được chọn. Với lễ phục sinh được coi là thời điểm quyết định, một giai đoạn đàm phán tiếp theo sau đó sẽ diễn ra. Tuần trước, một phái đoàn từ cuộc đấu thầu của Bin Hamad Al Thani đã đến thăm Old Trafford và Carrington để tham quan, thuyết trình và có cơ hội đặt câu hỏi. Các cuộc đàm phán diễn ra trong hơn 10 giờ và được mô tả là thân mật và tích cực. Mặc dù chuyến thăm của Ratcliffe và nhóm của ông ngắn hơn khoảng 3 giờ, nhưng có thể hiểu rằng họ đã gây ấn tượng tốt câu lạc bộ với những người tham gia vào quy trình do tập đoàn của các chủ ngân hàng Hoa Kỳ điều hành. Quan điểm cho rằng nhà Glazer rất muốn bán toàn bộ nhưng sẽ đầu tư nếu việc định giá của họ không được đáp ứng. Giá thầu của Bin Hamad Al Thani là cho tất cả các cổ phần của MU và anh ấy đã hứa là sẽ xóa nợ cho câu lạc bộ. Trong khi Ratcliffe đang tìm cách mua 69% cổ phần hiện thuộc sở hữu của gia đình nhà Glazer, ông có thể tham gia với một số nhóm cũng đang săn lùng. Tổng cộng có khoảng 8 nhóm đã được tham quan sân vận động và sân tập, với trung tâm Jimmy Murphy thường được sử dụng cho các nhiệm vụ truyền thông và họp báo đã biến thành phòng bán hàng trong thời gian 2 tuần. Công ty quản lý đầu tư Elliot của Hoa Kỳ, người đã cung cấp tài trợ, nằm trong số 8 người, cùng với những người khác từ cùng một quốc gia. Một buổi thuyết trình được tổ chức bởi Rainey và các quan chức của MU, bao gồm Jun Motok và Richard Arno, nhưng không ai trong gia đình nhà Glazer có mặt. Antony cần loại bỏ hành động dư thừa. Chia sẻ với truyền thông, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov nhận định Antony cần hạn chế những trò khiêu khích đối thủ. Theo Berbatov, Antony cần tập trung nhiều hơn vào chuyên môn, hạn chế tối đa những tiểu xảo không cần thiết. Nhận định trên Betfred, Berbatov đưa ra quan điểm, tôi nghĩ cậu ấy là bản hợp đồng tốt. Tuy nhiên, có nhiều thời điểm Antony xứng đáng bị chỉ trích vì những trò biểu diễn trên sân cỏ, cố gắng khiêu khích đối thủ. Đôi khi mánh khóe của cậu ấy không đóng góp giá trị gì cho đội bóng. Nếu Antony có thể loại bỏ, hạn chế những điều này, cậu ta sẽ mang lại nhiều điều hữu ích hơn cho MU. Nếu bạn cố tình chế nhạo đối thủ của mình, bạn sẽ bị họ tống cổ và không nhận được sự tôn trọng từ đối phương. Antony sẽ mang lại nhiều giá trị hơn nếu loại bỏ hành động dư thừa. Cậu ấy là một tài năng lớn, sở hữu những phẩm chất tuyệt vời. Nhiều câu loạt tin vui của MU trước giông bão. MU có lẽ là đội bóng lo lắng nhiều nhất khi còn chinh chiến ở cả ngoại hạng Anh, Europa League lẫn FA Cup. Và quan trọng hơn, nhiều cầu thủ quỷ đỏ đã có dấu hiệu quá tải khi phải cày ải quá nhiều. Nhiều thống kê chỉ ra, đến 6 ngôi sao nửa đỏ thi đấu từ 40 trận trở lên, bao gồm Marcus Rashford và Bruno Fernandes. Thực tế chỉ ra, những lo ngại bắt đầu xuất hiện khi Marcus Rashford dính chấn thương ở trận tứ kết FA Cup gặp Fulham. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Anh xác nhận số 10 của MU không tham gia đợt tập trung tháng 3. Thế nhưng, nếu xét ở nhiều khía cạnh, việc tiền đạo 25 tuổi vắng mặt là tin vui cho đội chủ sân Old Trafford. Anh sẽ có khoảng thời gian gần 10 ngày dưỡng thương và đây là điều quý giá để giúp chân sút sinh năm 1997 hồi phục thể trạng. Và thậm chí nhiều cổ động viên còn nói vui rằng Marcus Rashford chấn thương đúng quy trình để không phải lên tuyển. Kế đó, người hâm mộ MU kỳ vọng Diogo Dalot và Bruno Fernandes sẽ ít được ra sân trong màu áo Bồ Đào Nha. Dưới thời tân thuyền trưởng Roberto Martinez, CL cao châu Âu hứa hẹn sẽ tạo ra điều với cách vận hành mới. Khi ấy cơ hội để Diogo Dalot và Bruno Fernandes nghỉ ngơi sẽ rõ ràng hơn. Một cái tên khác MU đang chờ đợi đó là Christian Eriksen. Sau chấn thương gặp phải ở trận gặp Reading, cầu thủ người Đan Mạch phải ngồi ngoài đến hiện tại. Cựu sao Inter Milan cũng là lý do Quỷ Đỏ phải mang về Marcel Sabitzer. Dù vậy, quá trình hồi phục của tiền vệ sinh năm 1992 đang tiến triển thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ, Christian Eriksen sẽ hoàn toàn lành lặn vào đầu tháng 4 tới. Đó là thời điểm nợ đỏ thành Manchester đối mặt với lịch thi đấu rông bão, đồng thời đặt nhiều tham vọng. Những số liệu cho thấy trong trường hợp muốn góp mặt ở chung kết Europa League lẫn FA Cup, MU phải chơi với mật độ 19 trận trong 62 ngày, tương đương với 3,2 ngày mỗi trận. Hay sau khi trở về từ World Cup 2022, MU phải đá 25 trận chỉ trong 88 ngày, tương đương với 3,5 ngày mỗi trận. Các con số chưa bao giờ biết nói dối, bằng chứng là Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Marcus Rashford hay thậm chí là Casemiro đã cho thấy sự quá tải. Thế nhưng người hâm mộ MU rất tin tưởng vào tài thao lược của Erik ten Hag. Bên cạnh đó, việc Marcus Rashford được nghỉ ngơi và sự trở lại của Christian Eriksen càng củng cố thêm niềm tin nơi cổ động viên Quỷ Đỏ. Đây là những tín hiệu tích cực, mang đến nguồn động viên tinh thần cực lớn giữa bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm các danh hiệu tiếp theo ngay trong mùa đầu tiên dưới thời Erik ten Hag. 5 vị trí Ten Hag cần bổ sung cho MU. Mặc dù MU đang tiến bộ từng ngày nhưng vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế của đoàn quân Erik ten Hag và MU vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện. Đầu tiên là vị trí thủ môn. Bản hợp đồng hiện tại của De Gea sẽ đáo hạn vào tháng 6 này. Erik ten Hag cần đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai của thủ thành người Tây Ban Nha. Giữ lại hay để De Gea ra đi trong trường hợp Ten Hag tìm kiếm một người gác đền mới, Jan Oblak hay Diogo Costa trở thành ứng cử viên tiềm năng. 2. Hậu vệ phải. Diogo Costa có dấu hiệu chững lại sau quãng thời gian ấn tượng đầu mùa giải. Hợp đồng hiện tại giữa hậu vệ người Bồ Đào Nha và MU sẽ chấm dứt vào mùa hè 2024. Juan Bissaka nhiều khả năng sẽ không được Ten Hag giữ lại. MU cần mang về một hậu vệ phải chất lượng nhằm gia tăng chiều sâu đội hình khi Quỷ Đỏ chinh chiến ở sân chơi C1 mùa giải năm sau. 3 là trung phong cắm. Bản hợp đồng cho mượn Goodwet Hot không đủ sức với ánh bác trọng trách ghi bàn trên hàng công MU. MU rất cần một số 9 đẳng cấp ở mùa hè 2023 nhằm thay thế Westhot, đồng thời chia lửa với Marcus Rashford. Với tiền sử chấn thương dài đặc, Antony Martial khó lòng duy trì phong độ ổn định. Harry Kane và Victor Osimhen trở thành hai chữ ký đáng xem xét với MU ở mùa hè 2023. 4. Phương án B cho Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã cày ải liên tục ở mùa giải năm nay, điều đó vô hình chung vắt kiệt sức lực của Fernandes. Ten Hag cần sở hữu phương án B chất lượng, đủ xoay sức tua với Fernandes khi MU đối mặt lịch thi đấu dày đặc. Van der Beek nhiều khả năng chia tay sân Old Trafford mùa hè này, qua đó tạo điều kiện cho Quỷ Đỏ mang về một tiền vệ giàu sáng tạo. 5. Người chia lửa với Casemiro. Bên cạnh Fernandes, Casemiro cũng cần đến đối tác chia lửa khi cần thiết và McTominay khó lòng đáp ứng điều đấy. Trong khi Christian Eriksen đã bước sang tuổi 31, một tiền vệ mới trẻ trung, giàu sức sống, lối chơi linh hoạt, có khả năng pressing tốt vô cùng cần thiết với MU lúc này. Declan Rice là mục tiêu sáng giá với MU, tiền vệ người Anh thu hút nhiều sự quan tâm của đội bóng lớn xứ sở sương mù những năm gần đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!